Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với livestream của Nhung buổi chiều ngày hôm nay. Chúc các anh chị có một cái tuần mới làm việc thật là năng lượng, thật là hiệu quả anh chị nha. Mời anh chị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với livestream của Nhung anh chị ha. Rồi hôm nay thì Nhung sẽ tiếp tục chia sẻ những cái nội dung của những ngày hôm trước. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu là về cái con người thật sự của chúng ta muốn trở thành là ai anh chị nha. Rồi, thì những anh chị em nào chúng ta đã vào trong livestream thì chúng ta có thể là sẽ livestream này về tường, và đồng thời là hãy tag tên những người thân, những người bạn bè của mình này vào trong livestream nha. Bây giờ thì Nhung sẽ bắt đầu chia sẻ cái phần chia sẻ của mình luôn để anh chị đỡ mất thời gian này chị ha. Rồi, thì đầu tiên đấy là chúng ta cần phải xác quyết được cái quan niệm của chính bản thân của mình, cái suy nghĩ của bạn về chính bản thân của mình ha. Và quan niệm về bản thân của mình á, thì nó sẽ gồm có 3 phần, 3 yếu tố. Cái phần đầu tiên là phần 1 ạ. Đó là cái con người lý tưởng mà bạn muốn trở thành. Chúng ta cần phải xác định được cái điều này. Con người lý tưởng mà bạn muốn trở thành là gì? Con người lý tưởng mà bạn muốn trở thành là gì? Đấy. Đầu tiên chúng ta cần một cái thứ, đó chính là giá trị của bạn. Con người lý tưởng là tổng hòa tất cả những cái thứ sau đây. Đó là giá trị. Giá trị là bạn muốn mình mang đến cái giá trị gì cho xã hội, cho cuộc đời. Đấy, giá trị của bạn là gì? Tình yêu thương, lòng biết ơn, sự tự do, sự hạnh phúc, sự thành công, khỏe mạnh. Hay là bạn muốn cái giá trị gì? Vật chất này hay là cảm xúc, sức khỏe, trí tuệ, tinh thần. Đấy, bạn hãy suy ngẫm và viết ra cái giá trị của mình. Viết ra cái giá trị của mình. Và Nhung có một cái gợi ý ạ. Là bao nhiêu trong số các anh chị ở đây chúng ta mong muốn giúp cho những người khác khỏe mạnh ạ? Thì anh chị hãy giơ tay về vậy ạ. Đó, rồi. Và bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta ở đây chúng ta mong muốn giúp cho người khác trở nên thành công và giàu có? Thì anh chị cũng giơ tay với vậy đã. Rồi, ok, cảm ơn các anh chị. Và bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta ở đây chúng ta mong muốn giúp cho người khác có những cái kiến thức, có trí tuệ hơn trong việc phát triển bản thân? Thì anh chị cũng hãy giơ tay với vậy ạ. Cái gì cũng mới hết. Đó, cái gì cũng muốn hết ạ. Đấy. Thì bao nhiêu trong số các anh chị em chúng ta muốn giúp cho người khác có một cái gia đình hạnh phúc? Thì anh chị cũng đưa cánh tay của mình lên ạ. Rồi bao nhiêu trong số các anh chị muốn từ thiện ạ, muốn cống hiến ạ, và muốn mang đến giá trị cho cộng đồng ạ? Ai muốn giúp đỡ những cái người neo đơn này, những cái trẻ em không có cơm ăn áo mặc này, nó không có được may mắn như những cái đứa trẻ khác? Thì anh chị cũng đưa tay lên ạ. Đấy. Vậy thì cái hệ giá trị của các anh chị muốn đấy là giúp đỡ mọi người trong mọi mặt, đúng không ạ? Đấy, vậy thì bạn phải có cái giá trị trong cái việc mà giúp đỡ mọi người, đúng không? Đó là cái lý tưởng, cái con người mà mình muốn trở thành, đúng không? Đầu tiên đó chính là cái giá trị của các anh chị. Mình phải biết rằng là mình có cái giá trị gì, cái con người mình muốn trở thành là gì. Đấy, bây giờ nếu mà mình chưa có nha, những cái đấy là những cái mà mình chưa có, tại vì đây là cái mà mình muốn trở thành mà, đúng không ạ? Là mình chưa có, nhưng mà mình phải có nó ở trong cái tư tưởng của mình, được chưa ạ? Bởi vì bất kỳ một cái điều gì bạn tin, bất kỳ một cái điều gì bạn tin nó là thật, thì tiềm thức sẽ đón nhận nó và mang đến những cái nguồn lực để giúp cho bạn thực hiện cái điều đó. Có phải cái cuộc sống ngày hôm nay của bạn là do trong quá khứ bạn đã tin tưởng cái điều đó không ạ? Đúng không? Bạn tin tưởng rằng là bạn có cái cuộc sống như thế này, đúng không ạ? Đó, cho nên là bây giờ bạn có cái điều đó. Hay ví dụ như hiện tại bạn chưa được thành công vì ngày xưa bạn chưa có niềm tin là ngày xưa bạn có cái niềm tin là bạn không giỏi. Đấy, thì bạn hãy nhớ lại đi ạ. Ngày xưa bạn mong muốn có một cái chiếc xe và bạn tin là bạn sẽ làm việc để có được nó, và bạn đã làm được, đúng không? Cho nên là cái quy luật của niềm tin đó là khi bạn tin tưởng cái điều gì và bạn khao khát, bạn mong muốn nó là sự thật và khao khát, thì cuối cùng là bạn sẽ thành chính cái điều đó. Quy luật của cuộc sống chính là quy luật của niềm tin. Cho nên là trong Kinh Thánh có một câu đó là gì? Phúc cho những ai chưa thấy đã tin. Đầu tiên là bạn phải có cái niềm tin trước, phải có cái sự khao khát trước, phải tin tưởng rằng là mình làm được trước. Ngày xưa nếu như mà bác Hồ rồi là không tin là bác Hồ có thể giành được độc lập, thì liệu rằng bác Hồ có ra đi tìm đường cứu nước không ạ? Đúng không ạ? Đó. Bác phải có cái niềm tin thì bác mới làm, đúng không ạ? Mặc dù là lúc đó là có thể là bác có thể là chưa tin đâu, nhưng mà bên trong bác có cái sự khao khát, mong muốn là giành được độc lập cho Việt Nam. Và khi ấy bác mong muốn khao khát như vậy thì bắt đầu là bác ấy lên đường đi tìm, thì cái con đường nó sẽ xuất hiện, cái cơ hội nó sẽ xuất hiện, nguồn lực nó sẽ xuất hiện, và bác ngày càng giỏi lên và giành được độc lập cho Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Cho nên là việc đầu tiên và quan trọng nhất đấy là bạn phải muốn cả, bạn phải có một cái mong muốn, cái khao khát, và phải tin rằng là, và phải biết rằng là muốn trở thành cái người như thế nào, đúng không ạ? Mới được, được chưa ạ? Đấy, đầu tiên là chúng ta phải biết được là mình trở thành người như thế nào. Và thứ hai đó là cái lý tưởng của bạn là cái gì. Yếu tố thứ hai đó là lý tưởng của bạn là gì. Bạn mong muốn trở thành người như thế nào, phong cách sống như thế nào, lối sống như thế nào. Đấy, người khác nhìn vào mình, họ ngưỡng mộ mình hay là họ căm ghét mình. Cái lý tưởng sống của mình là được người khác yêu thương hay là gì ạ? Hay là người ta phải sợ mình. Lý tưởng của Đức Phật nó sẽ khác là lý tưởng của một Hitler nhá. Cả hai đều có lý tưởng, đúng không ạ? Hitler thì có lý tưởng là gì? Là muốn chiến tranh, muốn chiếm hết tất cả mọi thứ, và cuối cùng là gì? Ông ta trở thành con người đúng như vậy. Còn lý tưởng của Đức Phật hay là của Chúa thì mang một cái lý tưởng khác, đó là mang đến giá trị, giúp ích và làm đẹp cho cuộc đời. Vậy thì bạn hãy tìm ra cho mình một cái lý tưởng thật sự bạn mong muốn, là sự bạn khao khát từ tận bên trong trái tim của mình ấy, là bạn có thật sự muốn giúp cho người khác hay là không. Chúng ta hãy nghĩ lớn, rồi sau đó chúng ta sẽ biết cách để chúng ta làm. Đương nhiên là không phải là bạn nghĩ là bạn có, mà bạn phải làm thì bạn mới có. Nhưng mà đầu tiên là bạn phải nghĩ trước, đúng không ạ? Đấy, nghĩ trước. Đó, phải nghĩ trước. Đấy. Rồi thứ ba đó là phẩm chất. Những cái phẩm chất mà bạn muốn có là gì? Ví dụ như là nhân nghĩa trí dũng liêm, hay là nhân lễ nghĩa trí tín. Đấy, nhân lễ nghĩa trí tín là của ai ạ? Là của Tàu, của Lão Tử. Đấy, rồi anh chị biết nhân nghĩa trí dũng liêm là của ai ạ? Là của Bác Hồ chúng ta đó các anh chị. Và người thầy của Nhung cũng như là bản thân của Nhung, đúng không ạ? Và các anh chị em trong câu lạc bộ chọn, đó là theo lý tưởng giống như của Bác Hồ. Thì chúng ta cần phải biết là mình cần phải có những cái phẩm chất gì để chúng ta chọn ra cho mình một cái hình mẫu, một cái hình tượng. Đấy. Rồi tiếp theo đó là cái khả năng. Anh chị đừng bao giờ nói với thầy của Nhung bằng, gọi là bằng lời nói, bằng mồm. Và cũng đừng bao giờ nói chuyện với những người thành công rồi có bằng mồm các anh chị. Mà hãy nói chuyện bằng cái năng lực và khả năng. Tất cả những người thành công họ đều đánh giá bằng cái khả năng. Vậy thì bạn mong muốn mình có cái khả năng gì? Cái con người mình đang mong muốn trở thành này. Đấy, bạn đang mong muốn mình hoàn thiện trong cái kiếp sống này. Là bạn muốn trở thành con người như thế nào? Có thể là bạn cần 5 năm, 10 năm, 20 năm, có thể là 30 năm. Thì đó là cái con người mà bạn mong muốn. Đấy, cái mục tiêu mà bạn hướng đến, cái mục tiêu mà bạn muốn chinh phục, cái mục tiêu, cái ước mơ, cái lý tưởng của bạn nó là như vậy, và tôi chỉ chấp nhận là như vậy thôi, thì chắc chắn bạn sẽ có con đường để mà đạt được cái điều đó, được chưa? Vậy thì cái khả năng mà bạn muốn là gì? Bạn là một nhà kinh doanh, một người tạo ra giá trị, là một người chia sẻ, là một người coaching, là một người thầy, đúng không? Một người tướng, là một vị chủ tịch, một người tạo ra giá trị cho cộng đồng. Cái khả năng bạn cần có để làm gì ạ? Để tạo ra cái giá trị, tạo ra cái giá trị, đúng không ạ? Khả năng. Đó. Rồi tiếp theo thứ năm đó là mục tiêu. Mục tiêu bạn mong muốn đạt được trong cái cuộc đời này là cái gì? Nhung cũng đã hỏi rồi, đúng không ạ? Bạn muốn là triệu phú, đúng không? Đó, thì bạn cứ viết xuống, đã triệu phú thì cũng viết xuống. Anh chị cứ viết xuống cho đi ạ, đúng không? Đấy, viết xuống trước. Rồi chúng ta có làm được hay không? Chứ biết làm được hay không, nhưng mà mình phải có một cái ước mơ trước cái đã. Đấy, nhưng chắc chắn là khi bạn có được những cái điều này, bạn dám viết xuống, thì bạn sẽ có con đường để mà làm được. Đấy. Rồi vậy thì khi mà bạn có con đường lý tưởng để trở thành rồi, thì việc đầu tiên và quan trọng nhất đó là hãy tìm xung quanh cho bạn. Xung quanh bạn có cái người nào đã có được 5 cái điều này, hay chưa? Đấy. Và anh chị hãy cho Nhung một cái comment ấy, là xung quanh các anh chị hiện thời ấy, anh chị đã có được những cái người này như thế hay là không ạ? Mọi người hãy comment số đi ạ. Không phải comment số đâu nha, không phải comment số 9 đâu nha, chỉ có là yes or no thôi ạ. Có nghĩa là xung quanh anh chị ấy là có những người ấy, họ đã có hết được những cái điều này hay là chưa thôi. họ có được cái điều lý tưởng bạn muốn trở thành hay là chưa, đúng không? Nếu có rồi thì hãy học theo họ, còn nếu chưa thì hãy tìm một cái người nào đó trên thế giới này và cũng copy và học theo họ. Đơn giản một điều đó là đầu tiên hãy nghĩ thật lớn ha, hãy nghĩ thật lớn và sau đó là tìm xem cái người nào họ có tất cả những cái điều này và học theo. Đó, theo một người thôi, không cần phải theo nhiều đâu ạ. Cách nhanh nhất để giúp bạn thành công và giàu có đó là tìm một người đã có được cái điều đó rồi và học theo y chang họ. Khi nào bạn đạt được như họ rồi thì bạn mới phát triển tiếp. Anh chị luôn nhớ nha, thậm chí Đức Phật cũng có 3 cái người thầy. Đấy, người thầy đầu tiên đó là khi Đức Phật còn ở trong cung. Đấy là người thầy đầu tiên huấn luyện cho Đức Phật, dạy võ và dạy cho Đức Phật về kinh Bà La Môn đó, đúng không? Thì Đức Phật đã học rất là nghiêm túc. Đấy, và khi Đức Phật học hết tất cả của người thầy đầu tiên rồi, Đức Phật mới nhận ra một điều là Bà La Môn ấy thì trong kinh đó nó chỉ có cái vẻ bề ngoài thôi, nó không có cái cốt lõi sâu xa ở bên trong. Đấy, làm sao Đức Phật nghiệm ra được? Thì có một lần đó là Đức Phật ông ấy gây lộn với vợ ông ấy, thì ông ấy mới ra một cái gốc cây ạ, ông ấy ngồi thiền, ông ấy nghiệm về kinh Bà La Môn, thì ông ấy bị vợ chửi, chửi quá mà không chịu nổi. Đấy, nói giỡn rồi nha, nhưng mà Đức Phật cũng là người mà, đúng không? Thế đó làm gì có khái niệm là thiền đâu, không có khái niệm là thiền, thì cứ gọi là gây gổ xong rồi ông ấy ra đó ông ấy ngồi gọi là tập trung vào cái điều tích cực mà. Thì chẳng nhẽ là ông ấy lại sao, ông ấy suy tư về cái việc là ủa sao vợ tôi lại chửi mình, thì không nha. Tại vì Đức Phật cũng là một người rất là yêu trí tuệ, rất là thích cái sự khai sáng, và bên trong Đức Phật có một cái trái tim thuần khiết từ nhỏ khi mới sinh ra đó. Đó, và ông ấy nghiên cứu về kinh Bà La Môn đó, và trường hợp vợ chửi như vậy á, là ứng dụng làm sao để tích cực, sử dụng phát triển tức để làm sao để cho mình minh mẫn và trí tuệ, đúng không? Thì bắt đầu ông mới thấy là cái kinh này chỉ nói lý thuyết không ứng dụng được. Thì sau đó Đức Phật mới đi tìm đến cái người thầy thứ hai, có nghĩa là trên cái con đường đi ấy, thế là ông ấy mới đi ra ở ngoài đời ấy, để tìm kiếm cái người thầy thứ hai, bởi vì lúc đó không có ai dạy có thể dạy được cho Đức Phật. Anh chị hình dung chưa? Thì Đức Phật mới gọi là đi tìm cái người thầy thứ hai, rồi bắt đầu là người thầy thứ ba. Có nghĩa là trong cái quá trình anh chị học ấy, thì đầu tiên là có người thầy đầu tiên thì họ sẽ giúp cho anh chị có được cái cuộc sống như họ. Đấy, và nếu như anh chị có cái mong muốn lớn hơn, phát triển lớn hơn, thì anh chị sẽ có tiếp những cái người thầy tiếp theo giống như người thầy của Nhung ấy. Là trong quá trình thầy học ấy, có rất là nhiều những cái người đối tác, những cái người thầy trên cuộc đời của thầy. Thì mỗi một cái giai đoạn nào đó thì thầy cũng đều có những cái người thầy hết. Và sau khi mà thầy của Nhung đã làm được rồi, đã giỏi rồi, và thấy rằng là cái người thầy đó không phát triển nữa mà bản thân của mình thì lại mong muốn phát triển hơn, thì mình sẽ tìm tòi học hỏi phát triển hơn. Đấy, nhưng mà có nghĩa rằng là mình tìm tòi học hỏi, có nghĩa là như vậy thì mình có coi thường người thầy của mình không ạ? Mình có khi dễ với thầy của mình không ạ? Không nha. Dù cho bạn có giỏi như thế nào, nhưng mà vẫn luôn nhớ là thì cái người đã giúp cho bạn thành công ấy, thì bạn đều cần phải biết ơn họ, vì họ đã cho bạn cái kiến thức. Đấy, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Chúng ta phải có cái tình yêu thương và lòng biết ơn lớn, thì may mắn và phước báo mới luôn bên chúng ta. Và chúng ta cũng không bao giờ sợ hết phước hết. Nhưng mà khi mà bạn không có tình yêu thương và lòng biết ơn, thì cái phước của bạn, hay là nói chính là sự may mắn của bạn, thì nó sẽ hết. Đấy, hoặc là trong Chúa gọi là nó là niềm tin. Đấy, niềm tin hay là tiềm thức, cái sự may mắn của bạn, bạn gọi như thế nào thì cuối cùng quy ra bên trong đó là cái giá trị bạn có nhiều, thì bạn sẽ khai mở được cái kho báu bên trong của bạn. Còn bạn không có giá trị thì cái phước báu của bạn nó cũng sẽ mất đi. Thì khi bạn không có giá trị thì chắc chắn là phước của bạn sẽ mất đi ha, được chưa ạ? Rồi thì anh chị em chúng ta nhìn về cái con người lý tưởng của mình muốn trở thành là một con người như thế nào. Có ai nói với Nhung là con người lý tưởng mà tôi muốn trở thành là một con người làm công ăn lương, một người tháng 5 triệu không ạ? Ở đây anh chị em nào mà chúng ta viết ra một con người lý tưởng là như vậy ấy, thì có một số 3 rồi Nhung cái ạ. Hoặc là tôi chỉ muốn một tháng 20 triệu thôi, có không ạ? Không nha. Con người bạn mong muốn nó phải lớn hơn nhiều nha các anh chị. Có nghĩa là giá trị bạn trao đi là cái gì? Nhung đã hỏi rồi đúng không ạ? Đấy, không có con số nha. Đấy, Câu hỏi của Nhung hỏi là bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta biết về cái con người mình muốn trở thành ấy. Đấy, là anh chị biết là tôi muốn lương tháng 5 triệu. Đúng không ạ? Đấy. Anh chị nào mà chưa tập trung là anh chị đã comment số nha, không có nghĩa là không muốn nghiêm túc. Gọi là học còn lo ra đấy. Đúng không ạ? Đấy. Ngày xưa đi học đúng không ạ? Là có cái tức là gì? Hay đem đồ ăn vặt vào trong lớp. Cho nên là học là cứ phải cúi xuống và ăn vụng, đúng không ạ? Ăn vụng đấy, ngày xưa đi học là như vậy, đúng không ạ? Chứ không có nhớ bài cô giáo nói đấy, và sao kiểu như vậy. Cho nên là mình cũng trải qua thời đó rồi mà, đấy, được không ạ? Cho nên là sao, cho nên là cũng nghi lắm nha. Anh chị nào không tập trung là anh chị đang làm việc riêng, đúng không ạ? Ok, nên chúng ta phải tập trung hơn nha. Rồi, vậy thì phần thứ nhất đó là cái con người tương lai bạn muốn trở thành là gì, đúng không ạ? Và đến phần thứ hai đó là phải hình dung về cái hình ảnh bản thân của mình. Đây là cái nhận thức của bạn về bản thân của mình ở trong hiện tại. Bởi vì các anh chị hình dung nhá, là cái cuộc sống của anh chị ấy, bản thân của anh chị nó giống như một cái tấm gương vậy đó. Thì khi mà anh chị nhìn vào gương ấy, anh chị bản thân của mình như thế nào thì mình nhìn vào gương nó sẽ ra như vậy. Nhưng ví dụ như sáng ra bạn ủ rũ, bạn mặt hoặc là bạn ủ rũ này, và bạn nhìn vào gương thì nó sao ạ? Nó cũng ủ rũ, nó cũng không có năng lượng, đúng không? Vậy thì ủ rũ này, không có năng lượng thì bạn sẽ không vui, không thoải mái, nó rất là xấu, rất là kỳ cục, đúng không? Đấy, nhưng mà khi mà bạn ngồi thẳng người lên này, bạn ưỡn ngực ra, bạn ngẩng cao đầu, bạn cười rất là tươi, rất là đẹp, rất thoải mái thì rất là sảng khoái, đúng không? Đấy, vậy thì thứ hai đó là hình ảnh về bản thân của bạn. Nếu như mà hàng ngày bạn co rúm, bạn tiêu cực, bạn không tích cực thì bây giờ bạn phải thay đổi bản thân của mình trước, để mình có cho mình một cái hình ảnh tốt, một cái thói quen, một cái hình ảnh đẹp, và hàng ngày là nó sẽ thành thói quen của bạn. Rèn luyện và sẽ thành thói quen nha. Cho nên là mỗi sáng ấy, trước khi mà bước xuống giường ấy, mở mắt và thức dậy thì hãy tuyên bố là hôm nay tôi là người thành công, tôi là người giàu có, tôi khỏe mạnh, tôi hạnh phúc, tôi là tỷ phú đô la. Đấy. Nói mình thôi, nói mình thôi chứ có ai hiểu mình không ạ? Không. Đừng có la bên lỗ tai ông chồng là được, hoặc là đừng có la đè lên lỗ tai bà vợ là được, đúng không ạ? Nếu mà làm thế là cẩn thận tan táng đó, mà đừng có nở thừa cho Nhung nha. Đấy, lúc đó đừng có nói là ấy Nhung chúi bậy, tự nhiên sáng ra tôi la cái tôi bị quýnh. Bạn la mình bạn chứ không phải bạn la lỗ tai người ta nha. Đó, đúng không ạ? Đấy, mình ngồi một mình nói chuyện mình vậy thôi, được không ạ? Mình nói chuyện một mình thôi. Thì nói vậy thì anh chị vui không ạ? À, vui. Bạn bước xuống giường, bạn nhìn vào gương, bạn cười. Sáng ra nhìn vào gương cười 5 phút các anh chị. Ai làm được điều này thì các bạn sẽ thấy cuộc đời rất là đẹp. Thật. Vì đó là cái nghệ thuật đó các anh chị. Tại vì tiềm thức của anh chị nó hay lắm. Nếu anh chị cười như vậy là anh chị sẽ may mắn cả ngày luôn. Cười 1 phút, 2 phút thôi đã là may mắn rồi. 17 giây cũng ok rồi, chứ chưa được nói gì đến 5 phút nha. Đó, thì cái ngày đó bạn sẽ thấy cuộc sống bạn nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Cái cuộc sống của bản thân bạn nó được thay đổi. Khi bạn nhìn vào gương bạn thấy bạn đẹp thì bạn bước ra đường bạn sẽ rất là tự tin, đúng không ạ? Tốt và đẹp, và điều đó sẽ thu hút cho mình những cái sự may mắn. Được chưa anh chị? Chúng ta phải thay đổi mình từ cái con người đó là chúng ta ủ rũ thì anh chị sẽ thu hút về mình những cái sự không may mắn, và từ cái hình ảnh về bản thân này nó sẽ giúp cho các anh chị học tập, rèn luyện, phát triển và có được cho mình những cái mối quan hệ tốt, những cái mối quan hệ tích cực, những cái điều tốt đẹp, những cái điều may mắn, thành công trong tương lai, để giúp cho bạn đạt được những cái sự thành công của mình và đạt được cái con người mình muốn trở thành. Cái con đường thành công nó không phải là cái nơi để mình đến, mà thành công là một hành trình, mà đi trên con đường đó chúng ta sẽ gặt hái được những cái quả ngọt ven đường. Đừng làm để kiếm tiền, mà hãy làm vì có con người mình muốn trở thành các chị. Thì trên cái con đường đó bạn sẽ thành công. Nhưng ví dụ bạn mong muốn giúp đỡ cho tất cả mọi người, đúng không? Vậy thì bạn sẽ có được cái con đường đi, đó là mình sẽ chinh phục ước mơ giúp đỡ cho mọi người. Vậy thì trên con đường đó bạn sẽ ngày càng thành công hơn, bởi vì bạn muốn giúp người khác thành công. Thì chắc chắn một điều bạn muốn giúp người ta khỏe thì kiểu gì bạn cũng phải khỏe, đúng chưa? Còn không khỏe làm sao mà giúp cho người khác. Phải muốn giúp người khác giàu thì kiểu gì mình cũng phải giàu chứ. Bây giờ Nhung nhắn thật anh chị là nếu như mà thầy của Nhung không có giàu, không có tiền Hay là theo anh chị các anh chị CEO như là chị Nguyễn Thủy, một CEO hai công ty thì cái chị có nghe không ạ? Có học không ạ? Có làm theo không ạ? Chắc chắn là không. Hay là những chủ doanh nghiệp khác, những chủ spa, những thạc sĩ, tiến sĩ, dược sĩ, những luật sư, những anh chị em toàn là lớn hơn thầy của Nhung hết, lớn tuổi hơn nha. Thầy của Nhung mới 13 tuổi thôi, còn những anh chị em nó toàn 45, 50, 55 rồi 60. Thì có ai nghe không ạ? À, không. Những người đó làm sao mà bạn gạt được người ta? Bạn có giả được không ạ? Làm sao bạn giả được? À, Nhung chỉ cho anh chị cách làm sao để người khác không giả bột này. Đó là anh chị hãy hẹn họ đi ra cà phê, gặp gỡ nhiều lên. Cái gì trên Zoom thì giả được, chứ ra ngoài là bạn sẽ biết được ai là thật, ai là không thật. Bạn gặp càng nhiều, phải gặp càng nhiều, không có gì là giả được. Và thầy của Nhung đặc biệt là rất là thích gặp gỡ offline bên ngoài nhé. Nhung nói với anh chị ngày xưa ấy, thầy của Nhung là tổ chức offline liên tục luôn, liên tục gặp gỡ những anh chị em chủ doanh nghiệp, đều hẹn thầy của Nhung cà phê hết. Cho nên là họ rất là rõ tính của thầy, nói được và làm còn ghê hơn nói, làm còn dữ hơn nữa đấy. Cho nên là những anh chị em đó họ tin tưởng đấy. Vậy thì bắt đầu bạn phải thay đổi chính bản thân của mình đi ạ. Anh chị hãy tin Nhung đi ạ. Khi bạn làm được điều này và chăm chỉ làm những điều này thì bản thân bạn sẽ thay đổi vô cùng tích cực và tốt đẹp. Trong vòng 1 tháng thôi bạn sẽ thấy kết quả liền. Nhưng mà không phải 1 tháng là bạn giàu nha. Anh chị nghe rõ này, nhưng không nói bạn là 1 tháng giúp cho bạn giàu được hết, mà chỉ nói là 1 tháng giúp cho anh chị có kết quả thôi. Và để có kết quả tốt hơn thì chúng ta cần phải có sự kiên trì, học tập, rèn luyện. Như thầy của Nhung là 7 năm vậy đó. Đấy, có những anh chị em là 4 năm, có những anh chị em là 3 năm, 2 năm. Và bây giờ vẫn tiếp tục làm, vẫn tiếp tục phát triển. Họ tìm được cái sứ mệnh, cái giá trị của chính mình. Họ đều tìm được hết. Họ đều đang đi đúng hướng hết. Đúng không ạ? Đó, trên cái con đường để đạt được cái sự tự do, thành công và có khỏe mạnh, hạnh phúc. Và họ làm những cái việc mà con người của họ muốn trở thành. Được chưa ạ? Vậy thì cái quan trọng đó là cái hình ảnh bạn nhìn về bản thân của mình ấy. Đấy, rất là quan trọng nha. Đầu tiên là bạn phải tích cực trước, đúng không ạ? Rồi bạn muốn củng cố cho cái niềm tin để nhìn thấy mình là một cái người có giá trị thì phải làm sao? Mình phải cho đi từ những cái nhỏ nhất. Có một câu mà Nhung muốn chia sẻ với anh chị đó là hãy suy nghĩ thật lớn và bắt đầu từ những việc nhỏ. Mẹ Teresa cũng có nói một câu là gì? Mình không thể nào mà giúp đỡ một lần 1 triệu người, nhưng mình có thể giúp đỡ từ 1 người. Anh chị hình dung chưa ạ? Mình muốn giúp được 1 triệu người thì mình phải giúp được 1 người. Vậy bây giờ làm sao để tăng cái giá trị của bản thân? Hãy cho đi từ những cái nhỏ nhất. Ví dụ bây giờ bạn biết rửa chén, bạn hãy chia sẻ cái cách rửa chén sạch nhất cho những người chưa biết gì, đúng không ạ? Đó là một cái giá trị. Bạn biết cười đẹp, hãy chia sẻ những cái giá trị cho những người không biết. Bạn có một tư duy, bạn có một kiến thức, bạn có một giá trị, hãy chia sẻ cho những người không biết. Đấy, và bây giờ chúng ta chia sẻ điều đó rất dễ. Chúng ta có mạng wifi, chúng ta có Facebook, chúng ta có Twitter, có kênh YouTube, có các fanpage, đúng không ạ? Đó là những cái giúp cho chúng ta đem lại cái giá trị của mình đến mọi người. Và đó cũng là cái mà các anh chị, và cái giúp cho chúng ta tăng cái sự tự tin bản thân mình lên bằng cái việc chúng ta chia sẻ giá trị cho người khác. Đừng bao giờ sợ rằng là chia sẻ một cái kiến thức người ta nói rằng là ôi bạn này nói nhảm, ôi nhỏ này thế này thế kia, đúng không ạ? Có phải là tâm lý đầu tiên khi mà chúng ta chia sẻ một cái điều gì đó là chúng ta sẽ gặp phải cái trường hợp tức là đầu tiên là có thể là tự trong tâm trí của chúng ta nó sẽ đưa ra tiếng nói nhỏ để nó ngăn cản bạn chia sẻ này không biết có ai nghe không hay thế này thế khác. Hoặc là gặp trường hợp thật đó là những cái người ở trên mạng xã hội họ sẽ vào họ comment nhảm này thế khác, đúng không ạ? Thì bây giờ Nhung hỏi anh chị nhá, là theo anh chị khi anh chị có một cái trái táo ngon và anh chị thấy đó là một cái trái ngon nhất rồi và bạn cũng muốn chia sẻ những cái cho những người không có cái trái táo đó đấy, và những cái người có những cái trái táo khác hoặc là họ không tốt hoặc là họ ghét anh chị, họ nói rằng là cái trái táo thấy gớm mà đi cho người ta. Thì theo bạn, bạn có đem cái trái táo đó đem cho cái người đang cần trái táo của bạn nữa không ạ? Hay là bạn lại sợ quá bạn bỏ luôn trái táo đó đi ạ? Anh chị hãy comment đi ạ. Anh chị hiểu không nào ạ? Ví dụ bây giờ bạn có một trái táo ngon và bạn muốn đem chia sẻ cho người khác, nhưng mà một cái người họ có những cái trái táo khác hoặc là họ ghét anh chị, họ nói rằng là trái táo của bạn không ngon mà bạn lại đi cho Vậy thì bạn có cho nó không, hay là bạn vì cái lời nói của cái người kia và bạn không làm nữa, đúng không ạ? Đó, và bạn của bạn lại đang rất cần cái trái táo đó, người ta rất là đói, người ta rất là cần. Đó, ban đầu là sao ạ? Anh chị vừa tính cho người ta trái táo đó thì mấy thằng ở ngoài kia người ta không tích cực, nó gâu, nói là gì, trái táo thấy gớm mà đem cho mày, đem cho người ta lùa gà hay gì ạ? Để thế này thế kia nọ đấy, thì bạn sao, bạn sợ quá, bạn bỏ luôn trái táo à, bạn không cho nữa đấy. Rồi ngày mai cái người mà đang xin bạn trái táo đấy, người ta lên đường luôn ấy. Thì sao ạ? Thì ai là người xấu vậy? Bạn là người xấu hay là mấy cái người ta gâu ngoài kia là người xấu ạ? Đúng không ạ? Hay là mấy cái người mà tay nhanh thân não ấy, đúng không ạ? Thì sao? Thì bạn là người xấu đấy, đúng không ạ? Bởi vì bạn có thể cứu được cái sống được cái người khác, nhưng mà bạn lại không cho họ, đúng không ạ? Bạn có thể cứu sống được cho người khác nhưng bạn lại không cho họ đấy. Bạn có thương không ạ? Chỉ vì bạn sợ một cái người mà nó không, thứ nhất là không hiểu bạn, thứ hai là họ có một cái thái độ không tích cực, đúng không ạ? Và hay là gọi là gì, bạn sợ chó, đúng không? Chó chỉ là một con chó đấy mà chúng ta là một con người, cho nên chúng ta không phải sợ chó nhé anh chị, đúng không ạ? Chó sủa và người vẫn cứ đi nha. Đó là một câu rất thật nhưng mà nó cũng rất thực tế đấy ạ. Bởi vì Nhung sẽ nói thật với các anh chị là gì, những cái người á có hiểu biết thì không bao giờ mà họ nói lung tung hết ạ, mà họ rất là chuẩn và rất là chính xác. Và chúng ta là những cái người hiểu biết và có giá trị, có nhận thức, thì chúng ta cần biết được là cái điều gì nên làm và cái điều gì không nên làm. Một đứa trẻ nó có nhận thức là vì sao? Nó biết được cái điều gì nên làm, cái gì không nên làm. Ví dụ nó vào trong nhà người ta, nó biết rằng là gì? Nó phải ngồi yên nó chơi, thì đó là đứa trẻ nó có nhận thức. Đó. Vì một con người có hiểu biết thì sẽ biết rằng là mình cần nên làm gì. Không phải những người khác nói mình, họ nói thế này, nói thế kia và mình sợ, mình nghe theo họ. Đấy, tại vì mình biết cái tâm của mình mà. Mình phải là cái người hiểu rõ mình nhất. Ngay cả bản thân mình mà còn không hiểu nữa thì ai hiểu mình đây? Đúng không ạ? Ngay cả bản thân anh chị còn không tin thì ai sẽ tin anh chị đây ạ? Đúng chưa? Thế nên anh chị hãy nhìn đi, nếu như anh chị không tin bản thân của anh chị thì ba mẹ có tin mình không? Anh chị em có tin anh chị không? Hay mối quan hệ xung quanh có tin anh chị không ạ? Đồng nghiệp có tin anh chị không? Anh chị không tin mình thì ai tin mình ạ? Điều đầu tiên và quan trọng nhất là anh chị phải tin anh chị trước. Mình làm đúng hay không? Nếu như trái táo đó là trái táo tốt, nó không có độc, ngon, giúp được, đúng không ạ? Giúp được cho người khác, giúp được cho người khác thì tại sao mình lại phải ngại khi người khác nói mình, đúng không ạ? Một gói khi đói, một miếng khi đói bằng một gói khi no, đúng không ạ? Đấy, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bây giờ là một gói khi đói bằng 100 gói khi no luôn, bởi vì bây giờ thông tin nó quá loạn luôn, đúng không? Quá loạn rồi anh chị dùng chợ. Vậy thì khi chúng ta có một cái giá trị chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta hạnh phúc, chúng ta thành công. Hoặc khi chúng ta có một cái số tiền anh chị trích ra, anh chị cho từ thiện hoặc là một cái gì đó với một cái mong muốn là mình giúp đỡ người khác, thì ví dụ như là anh chị có 1 triệu, anh chị cho 100.000 thì có tự hào không ạ? Hay là anh chị thấy mấy cái anh có tiền giàu, anh ấy giàu hơn, anh nói là trời ơi cho gì cho 100.000, tôi đây cho hết 1 triệu luôn nè. Nhưng mà anh chị phải hiểu là người ta cho 1 triệu nhưng người ta có 1 tỷ, nhưng bạn có 1 triệu bạn cho 100 là bằng 1/10 rồi. Giữa 1 triệu đến 1 tỷ là bao nhiêu lần ạ? Đúng không ạ? Và 1 triệu mà bạn cho 100.000 là 10%, nó khác nhau nha, đúng không ạ? Đấy, vậy thì cái giá trị của bạn nó rất là lớn. Thì cái quan trọng không phải là nhiều hay là ít, mà cái quan trọng đây là tấm lòng của anh chị cho đi. Đấy, nhưng mà chúng ta nhớ rằng là chúng ta không dùng cái đó để mà bao biện nha. Ngày hôm nay có thể là tôi cho ít, nhưng mà tháng sau tôi sẽ làm việc, tôi sẽ kinh doanh để giúp tôi thành công và giàu có hơn. Và từ đó tôi sẽ giúp đỡ cho nhiều người hơn, tôi sẽ cho nhiều hơn. An phận ở hiện tại, bình an ở hiện tại và luôn luôn hướng đến tương lai. Đó là thứ sẽ giúp cho bạn luôn luôn phát triển thành công, đúng không ạ? Hãy biết đủ và luôn hướng đến những mục tiêu giúp cho mình phát triển và thành công hơn, chứ không phải là biết đủ rồi ngồi yên đó luôn. Tôi chỉ có thể cho nhiêu đó thôi, thế thì không phải là người thành công nha, được chưa? Người thành công là ở hiện tại là tôi đang rất là hạnh phúc với cái cuộc sống hiện tại của tôi, và tôi đang trên con đường tiến đến những cái mục tiêu đó. Và để đạt được những cái hoài bão, những ước mơ của mình, thì đó mới chính là một cái người thành công thực sự. Được chưa? Đấy. Rồi, vậy thì chúng ta phải cho đi những cái thứ nhỏ nhất. Thì khi anh chị học được những cái kiến thức của câu lạc bộ ấy, anh chị thấy nó hay và anh chị ứng dụng nó vào, nó giúp cho anh chị thành công, thì anh chị hãy chia sẻ với người khác. Và nếu như anh chị muốn mình phát triển tốt hơn nữa, bây giờ có TikTok, Facebook để làm gì ạ? Để anh chị hãy tạo cho mình những cái trang, bắt đầu làm những cái video 3-4 giây cũng được, hay là có câu nào hay anh chị chia sẻ lên. Nói chung là cảm thấy vui là được, cảm thấy hạnh phúc được, cảm thấy tự tin là được. Làm nhiều là sẽ giỏi à? Có nhiều anh chị nói là nhưng mà chị không có rành tiếng Việt. Nhưng chỉ cho anh chị một cách này. Anh chị ghi chép livestream từng câu rồi chữ, sau đó anh chị like lại, tự nhiên chị sẽ rành luôn. Like 6 tháng liên tiếp nói như một cái máy luôn. Thầy của Nhung đã từng huấn luyện cho anh chị mà bị cả năm, gọi là bị lắp ấy. Thế là thầy cho livestream liên tiếp 6 tháng hết cả năm luôn. Tự nhiên cái nói chân chu hết luôn. Anh chị dùng chưa? Có nghĩa là cái nào mà nó khiến cho mình vướng ấy, thì mình làm thật nhiều cái đó thì mình sẽ hết. Đúng không ạ? Mình sẽ hết. Giống như là Richard Branson ấy, ông ấy bị một cái triệu chứng đó là chậm đọc. Thì ông ấy nói là gì? Tôi chậm đọc đúng không? Thì tôi sẽ đọc cho đến khi nó hết chậm đọc thì thôi. Thì về sau ông ấy sẽ trở thành một trong các cái tỷ phú đô la trên thế giới. Tại vì đô la người Anh đó các anh chị. Tỷ phú đô la người Anh đó, Richard Branson. Là ông ấy bị chứng chậm đọc. Chậm đọc có nghĩa là đọc không hiểu á. Đọc không được ấy. Và ông ấy đọc đến khi hết chậm luôn. Có nghĩa là cái gì bạn càng sợ, càng là giới hạn của bạn. Bạn càng làm nhiều thì nó sẽ tốt. Chứ không phải là tôi không có năng khiếu, bây giờ tôi không rành tiếng Việt. Đúng không ạ? Chứ không phải là tôi không có năng khiếu, tôi không rành tiếng Việt là tôi không kinh doanh được. Không nha. Đấy, bạn chia sẻ nhiều, bạn kinh doanh nhiều, bạn sẽ rành, đúng không? Thì bạn sẽ giỏi thôi. Chứ bây giờ như Ba Hồ, làm sao Ba Hồ biết được mấy chục thứ tiếng hay vậy? Thì cũng tự học mà ra chứ đâu anh chị. Thì có phải mấy ai cái gì chúng ta cũng học hết được. Đúng không ạ? Thì mấy cái gì thì mấy chúng ta cũng học được hết. Không quan trọng đây là ai học. Đúng không ạ? Không phải là kinh doanh cái gì, không phải là làm về cái gì, không phải là làm như thế nào, mà là ai làm. Người nào làm thì người đó sẽ mạnh, người nào làm thì người đó sẽ được phát triển. Và trong kinh doanh ở thời điểm hiện tại, bạn đừng chạy theo sản phẩm nữa, mà hãy chạy theo cái thương hiệu cá nhân và giá trị. Chị nhớ nha, chạy theo thương hiệu cá nhân và giá trị. Khách hàng bây giờ người ta mua hàng vì giá trị của bạn có, chứ người ta không mua hàng vì người ta có nhu cầu đâu ạ. Bởi vì quá nhiều người bán hàng, anh chị hình dung chưa? Quá nhiều người bán hàng. Ngày xưa chỉ có những cái tiệm tạp hóa, đại lý nó mở bán thôi, thì nó rất là ít chỗ bán. Thì người ta sẽ chủ động, đúng không ạ? Thì người ta sẽ chủ động đi mua bán cái thứ người ta cần. Còn bây giờ thì sản phẩm, đúng không ạ? Bây giờ thì sao ạ? Ví dụ như là sản phẩm rất là nhiều người bán rồi. Sản phẩm rất là nhiều người bán. Nói đơn giản như một cái khăn giấy thôi. Ngoài tạp hóa bán bao nhiêu ạ? Bán rẻ hay là mắc ạ? Mắc. Trên TikTok bán bao nhiêu ạ? Bán rẻ rề đúng không? Mà còn chạy quảng cáo liên tục. Chỉ cần bấm lướt qua một cái là thấy đầy luôn. Đúng không ạ? Lướt qua thấy đầy luôn. Và bao nhiêu số anh chị ở đây bây giờ chúng ta mua hàng là chúng ta đặt hàng trên anh TikTok nhiều hơn là anh chị đi ra ngoài đường thì anh chị còn một số 9 ạ. Biết là anh Tik, anh chị biết đâu anh TikTok. Đấy, các anh chị em chúng ta làm kinh doanh chúng ta đều comment hết nha. Đây gọi là khảo sát thị trường. Và Nhung cũng dám khẳng định với anh chị luôn là 100% ở ngoài kia thì hết 90 đến 95% là yêu anh TikTok rồi. Ở Việt Nam mình luôn á. Ở Việt Nam mình tỷ số này rất đông nhất. Trừ các ông bà lớn tuổi là không biết, nhưng mà giống như là mẹ của doanh nhân Nguyễn Thủy ấy, giờ cũng lớn tuổi chứ bộ, nhưng mà cũng biết mua hàng trên TikTok hết, mua còn giữ luôn ấy, đặt online về mua giữ luôn. đấy, thích gì mua đó. Những người muốn thích mua sắm ấy là vô TikTok là ngộp luôn, được chưa? Vậy thì chúng ta thấy được là cái gì? Nhu cầu của thị trường bây giờ ấy là trên nền tảng online. Vậy thì bạn mở cái đại lý ra, đúng không? Bạn mở cái đại lý ra thì nó còn là xu thế của bạn nữa không? Nếu như bạn không biết làm online, vậy thì bạn cầm cái sản phẩm của bạn, bạn mở đại lý ra, bạn làm không được. Hoặc bây giờ bạn lên online đi, hoặc bây giờ bạn sẽ mua từ một cái nơi bạn không biết, hay là nếu như bạn có idol nào bạn thấy có giá trị, họ kinh doanh cái sản phẩm đó ha, thì giữa hai sự lựa chọn, giữa cái việc là bạn có nhu cầu đó rồi, nhu cầu rồi đó, thì một cái đứa nó chạy quảng cáo mà bạn không biết là ai với lại một idol của bạn hay chia sẻ về tư duy kiến thức và họ lại bán cái sản phẩm đó, thì bạn sẽ chọn mua của ai, bạn sẽ tin tưởng ai, đúng không? Trong thị trường online nhiều hàng giả hàng nhái như thế này, thì bạn sẽ tin idol hay là bạn sẽ tin cái nơi quảng cáo không rõ nguồn gốc ạ? Không biết có thể không? Nhưng mà Nhung chắc chắn 100% là bạn sẽ mua của những idol, cái người mà bạn có sự tin tưởng, đúng chưa? Vậy thì khi bạn ghi kinh doanh trong năm 10, 20 năm nữa nó vẫn sẽ ok hơn. Từ bây giờ trở đi nó vẫn như vậy. Và xu thế của toàn thế giới nha các anh chị, xu thế của toàn thế giới là ai muốn thành công thì đều phải có thương hiệu cá nhân, thì đi kinh doanh nó cũng vậy. Vậy thì bây giờ tạm, đúng không, thì mình học từ từ, làm từ từ, đến khi mình có tư duy nhiều, bạn mạnh lên thì bạn sẽ biết nhiều, đúng không ạ? Mình làm thì mình mới biết chứ, mình không làm sao mình biết được. Đó, mình làm mình mới đam mê, mình không làm sao mình đam mê được, tại vì đó là luật rồi. Mình làm mình mới giỏi chứ không làm sao giỏi được, đúng không ạ? Thì bạn phải bắt đầu làm để mình giỏi lên, chứ không phải là bạn sợ, không phải là bạn sợ nha. Đấy, nhưng cái điều quan trọng đó là bạn làm thì bạn phải biết cái giá trị bạn làm đó nó có giúp cho bạn vui không, nó có giúp cho bạn hạnh phúc không, nó giúp cho bạn thoải mái không, nó giúp mang đến giá trị cho một ai đó ngoài kia không, thì bạn sẽ làm tốt hơn. Và khi bạn làm tốt như vậy thì bạn sẽ có cái niềm tin tốt vào bản thân của mình, được chưa anh chị? Niềm tin tốt vào bản thân của mình thì đó là hình ảnh về bản thân của bạn ha. Các nhà tâm lý học ấy, họ thấy một điều như thế này ạ, đó là những ai ấy mà có sự tin tưởng tuyệt đối vào chính bản thân của mình và cảm thấy mình tốt đẹp, mình tích cực, tuyệt vời, thì họ sẽ luôn kiên trì và bền bỉ tiến lên, phát triển, và họ là những người rất thành công. Còn những người không có niềm tin vào chính bản thân của mình thì thường xuyên họ không tích cực, họ không có năng lượng, thì sẽ luôn luôn bỏ cuộc và sống trong cuộc sống không thành công. Anh chị nắm đến đây chưa? Cho nên là việc thứ hai đó là phải nhìn hình ảnh bản thân của bạn ở hiện tại nó như thế nào và bắt đầu là học tập, thay đổi, phát triển. Hãy đồng hành các leader của anh chị, hãy làm theo, hãy phát triển theo, bởi vì các leader đang được thầy của Nhung đào tạo và chia sẻ để thành những cái người có giá trị cho Việt Nam nói riêng và cho cả toàn thế giới nói chung, anh chị được chưa? Cho nên là khi chúng ta có được cái phong cách sống như vậy, cái hình ảnh bản thân chúng ta tôn trọng bản thân mình, thì chắc chắn cuộc sống của anh chị sẽ thành công, tự do, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Đấy, còn những anh chị nào chúng ta hiện tại chúng ta cảm thấy là chúng ta khá tốt rồi, đủ ăn đủ mặc rồi, thì Nhung chỉ nói với anh chị chúng ta là giữa cái việc đủ ăn đủ mặc đó với cái việc bạn tự do thời gian, bạn đi du lịch vòng quanh thế giới, bạn giúp đỡ nhiều người hơn, thì bạn có muốn thêm hay không, hay bạn chỉ muốn nhiều đó thôi? Đấy là câu hỏi mà Nhung muốn dành cho anh chị tự trả lời nha. Nếu muốn thêm, hãy học tập, rèn luyện, phát triển để mình tốt hơn nữa, được chưa ạ? Hãy đồng hành với các leader để họ hỗ trợ anh chị cùng nhau học tập, rèn luyện, cùng nhau phát triển. Môi trường chúng ta có rồi, bộ công thức chúng ta có rồi, người dẫn đường chúng ta có rồi, người học cùng chúng ta cũng có rồi, thì việc của chúng ta đây là giao lưu, học hỏi, phát triển, thì chắc chắn chúng ta sẽ có cái kết quả tốt thôi, đúng không ạ? Cũng giống như khi câu lạc bộ tổ chức offline cho những anh chị em trong cùng học cùng câu lạc bộ, đúng không? Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những cái kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm của câu lạc bộ ấy. Đấy, thì trong offline đó thầy cũng sẽ chia sẻ rất là nhiều ha. Đấy, có thể là tham vấn cho những anh chị em chủ doanh nghiệp này, thì những anh chị em được chúng ta tham gia thì mình có thể tham gia, đúng không ạ? Đấy, rồi đó là phần 2, còn phần 3 nữa, đúng không ạ? Phần 3 nữa đó, thì bây giờ cũng sắp hết thời gian rồi, cũng hết rồi, thì hôm nay thì Nhung sẽ chia sẻ đến phần 2 này nha. Còn phần 3 nữa thì Nhung sẽ hẹn lại các anh chị vào buổi chiều ngày mai, tại vì là bây giờ mà chia sẻ ấy, thì nó cũng chỉ còn độ vài phút nữa thôi, thì thì nó cũng sẽ không kịp mà nó sẽ lại dở dang. Cho nên là Nhung sẽ dừng lại cái buổi livestream của mình hôm nay ở đây nha. Và Nhung sẽ hẹn các anh chị vào buổi chiều ngày mai. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp theo. Anh chị ha. Anh chị hãy học tập và anh chị hãy ứng dụng những cái kiến thức mà hôm nay mình được học. Đúng không ạ? Để chúng ta thay đổi cuộc sống của mình là tốt hơn. Đấy. Cái quan trọng đấy là chúng ta học tập và chúng ta ứng dụng thì chúng ta mới có được những cái kết quả anh chị nha. Chúng ta mới có được cái kết quả ha. Rồi vậy thì bây giờ chúng sẽ xin kết thúc livestream này ở đây. Và hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai nha. Đấy, chúc các anh chị có một buổi chiều thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và làm việc thật là hiệu quả ha. Và anh chị thấy cái livestream này có giá trị thì anh chị hãy ấn theo dõi trang. Nếu mà chưa ấn theo dõi trang của Nhung thì anh chị hãy ấn theo dõi trang, hoặc là anh chị muốn học, anh chị học tập thì anh chị hãy ấn vào cái đường link. Nhung có các cái đường link kèm theo các cái bài chia sẻ của mình đấy, thì anh chị hãy ấn vào cái đường link đó để chúng ta tham gia vào nhóm học tập để chúng ta cùng học tập nha. Và nhóm học tập này thì hoàn toàn không mất phí nha. Đó, để chúng ta học tập, chúng ta rèn luyện để trở thành là những cái con người có giá trị. Khi chúng ta có nhiều giá trị thì chúng ta sẽ trở nên rất là thành công và giàu có anh chị ha. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị vào trưa ngày mai. Bye bye.